Công ty trách nhiệm hữu hạn máy tính và viễn thông An Khang được thành lập ngày 20 tháng 4 năm 2009. Tính đến tháng 4 năm 2017 là tròn 8 năm xây dựng và phát triển. Giai đoạn 2009-2011, công ty tập trung bán lẻ và bán trả góp máy tính laptop. Thời gian đó An Khang luôn giữ vững số 1 trong bảng kinh doanh bán laptop trả góp toàn miền Bắc. Giai đoạn phát triển ổn định từ năm 2012 cho đến nay, công ty mở rộng quy mô với 2 cơ sở chính, đội ngũ gần 50 nhân viên và có tỷ trọng lớn trong mảng bán buôn các sản phẩm máy tính laptop, máy tính để bàn, linh kiện máy tính và thiết bị văn phòng. Các chương trình chăm sóc khách hàng cũng được gia tăng như thời gian đổi máy lên tới 30 ngày, dịch vụ bảo trì miễn phí, nhiều phần quà tặng kèm và các hướng dẫn sử dụng sản phẩm. An Khang là đối tác tin cậy của các tập đoàn, các hãng lớn trên thế giới như Intel, Asus, Dell, Lenovo, HP, Acer, MSI, Logitech, Samsung, Western Digital. Kinh doanh sản phẩm mới chính hãng, An Khang là đối tác chiến lược nhận cung ứng của các công ty phân phối như FPT, DigiWorld, SPC, PSD, TLC và CMC. Phương châm của công ty là hợp tác thân thiện, phát triển bền vững, lấy dịch vụ tận tâm, chất lượng sản phẩm và giá thành làm nền tảng trong kinh doanh. Từ năm 2009 đến nay, An Khang đã dần trở thành công ty bán lẻ laptop hàng đầu tại Hà Nội, trở thành doanh nghiệp phân phối máy tính, linh kiện máy tính uy tín toàn miền Bắc. Các khách hàng tiêu biểu của An Khang là các công ty thành viên trong khối ban ngành thuộc Bộ Quốc phòng, Công an, Giáo dục, các công ty, tổng công ty cổ phần như Hòa Phát, Arezoi, Lazada cùng các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực. Trong khi thị trường biến động và cạnh tranh khốc liệt, An Khang đã có chiến lược nguồn nhân lực linh hoạt nhờ chính sách luân chuyển nội bộ, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên được thử sức trong vai trò mới, phát huy thế mạnh. Môi trường làm việc thoải mái, nhân viên tương trợ lẫn nhau, những buổi tiệc tất niên, hội họp ăn uống giao lưu, mừng sinh nhật nhân viên, du lịch hè là khoảng thời gian hình thành sự gắn bó, là nét văn hóa riêng của công ty. Cuối năm 2016, An Khang nhận kỷ niệm chương tôn vinh sản phẩm và dịch vụ vàng do người tiêu dùng bình chọn do Bộ Công Thương tổ chức. Một tin vui đặc biệt đầu năm 2017, An Khang đã vượt qua các tiêu chuẩn để trở thành một đại lý bảo hành ủy quyền chính hãng sản phẩm laptop mobile của Asus. An Khang vì một mục tiêu phát triển bền vững sẽ ngày càng nỗ lực để đem lại nhiều giá trị cho khách hàng.